Mịt hôm qua cái clip 18 phút là quay đoạn đâu được, đoạn 6 mịt quay nhòe hết chứ. Ngoại tay đắng rồi. Nhòe hết. Mịt quay hay bị trúng. Trúng rồi phải không? Anh cái đoạn mà trên trạng muôn đẹp mịt quay nhòe của. Khả năng xóa hết. Vậy thì có một được dài. Ừ. Anh tịnh clip ngắn. Được không? Bị cựng như này. Sao? Phân mạng khó hơn là phân cái gì? Phân cầm gì hết, phân gì mang tăng gì? Mà được không? Được lâu này.